sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc, tâm càng không tịnh. Khi ấy, bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc vô hình hoặc hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng, trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Dù biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy vẫn cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghỉ của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê. Bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng, soi bóng mình nghe lúa hát ven đê. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa, tìm một chỗ bên dòng đời vội vã, ngắm chiều rơi, đồng vọng tiếng chuông chùa. Nếu có thể xin thuyền đời trôi ngược, chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. Sống hiện tại thông dong không ràng buộc, không thả mồi bắt bóng để truân chuyên. Giá như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền. Nếu có thể, xin bắt đầu sống lại, thôi tháng ngày rồ dại chuốt ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sau đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày
chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội chắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cầu có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lau gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ rạng, dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu, nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm. Khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy. Hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tỉnh tại. Đã vậy còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tỉnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tỉnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tỉnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tỉnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm. Các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Bỗng nhiên ta gặp lại mình, giữa giọng hư thực
bồng bềnh nhân gian. Như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Chưa đi thì chẳng có về, chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. Chưa vui vì cuộc sum vầy, thì đâu buồn sẽ một ngày chia xa. Chưa lại thì đâu có qua, chưa bình minh chẳng bóng tà huy phai. Chưa thức đâu biết đêm dài, chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết não nề, lại dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình, thì đâu đoái những tâm tình tái tê. Chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhở bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn, nhọc nhằn thương ghét thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài, rầu rầu sáu nẻo gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bồn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tình trần chưa cạn chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng thênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập mà cần luôn tương tác với bạn bè, gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, có bại, có hợp, có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường,
con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Và có những câu châm ngôn, những câu danh ngôn mà chúng ta có thể đã biết rồi. Ví dụ như: khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lạnh. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút, đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó, thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta, thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Bạn cũ là vàng, bạn mới là kim cương. Nếu ta có kim cương, đừng quên vàng, vì muốn giữ được kim cương, ta luôn cần vàng để bọc kim cương. Tình bạn như một quyển sách, chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần đến vài năm để viết. Sự lo lắng không giúp bạn dẹp bỏ được sự khó khăn ngày mai, nhưng sẽ lấy đi sự bình an hiện tại. Cho nên, hãy sống đơn giản, nói năng nhân hậu và thương yêu chân thành. Chúng ta đều biết, xe hơi có kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Đời người cũng vậy, quá khứ của chúng ta không quan trọng bằng tương lai. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn vào quá khứ để lấy chút kinh nghiệm, để biết sống trọn vẹn với hôm nay và định hướng được ngày mai, phải không? Và hãy nhớ, khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ
sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ấy và chuyển năng lượng lành của ta đến người đó. Thế nên, những khi ta cảm thấy bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng có thể có ai đó trên đời đã cầu nguyện cho ta. Có đôi lúc ta hãy nên nhìn ngắm thế gian này bằng đôi mắt trẻ thơ, để nghe tiếng thương yêu từ sâu thẳm, chỉ cái nhìn nhân thế hết bơ vơ. Người ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không? Vậy thì tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc đời, với mọi người nhiều hơn? Những lúc thân tâm mệt mỏi, thật khó khăn nở nụ cười. Nhưng nếu nhoẻn môi cười được, hoa lòng khô héo dần tươi. Những lúc đời bạc như vôi, bao thiệt thòi ta gánh chịu. Ngày đó nếu biết mỉm cười, xả buông tâm hồn nặng trĩu. Cuộc đời ghét ghen đàm tiếu, đừng sống trong miệng người ta. Nhẹ nhàng mỉm cười không nói, ngày tháng chi rồi cũng qua. Ai sống lỗi lầm với ta, mỉm cười lòng thêm độ lượng. Biết đây là cõi ta bà, con người ưng gây nghiệp chướng. Những lúc khổ đau vất vưởng, cứ lạc quan một nụ cười. Khi sống tốt theo điều thiện, trời không tuyệt lộ con người. Hãy để tình thương lên ngôi, ngày thêm nồng nàn nghĩa sống. Hồn như biển rộng bên đời, nụ cười dưỡng nuôi hy vọng. Vẫn nghèo nếu làm tổng thống mà luôn túng thiếu nụ cười. Khổ đau kia là một chuyện, ai cấm lòng mình vắng vui. Nụ cười điểm tô hạnh phúc, hôm nay bạn đã cười chưa? Hay chăng nụ cười cai diếp còn nguyên dù đã bao mùa? Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ánh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy luôn sống đời hướng thiện, vững tin mai hạnh phúc lại trao quả. Trong cái xã hội mà ngày nay người ta ai nấy cũng đều chạy trong cái cuồng quay công việc, cơm áo gạo tiền, thì không biết là mọi người có nhận ra những nghịch lý ngày hôm nay hay không. Thời buổi này người ta có nhà cao cửa lớn, nhưng gia đình thì bé lại hơn xưa. Lắm bạc tiền nhưng tất cả chạy đua, chung mái ấm mà bơ vơ tội nghiệp. Thời buổi này sống xã giao bạc thiệp, miệng nói cười lòng ngập những mưu toan. Thật khó biết ai là đá là vàng. Niềm tin trưởng thành
món hàng xa xỉ. Thời buổi này, ăn nhanh, tiêu hóa chậm, biết tận chân trời nhưng chẳng biết chung quanh. Nhà ngói nhiều hơn những nhà tranh, sao tất bật loài người như robot. Thời buổi này, kiến thức nhiều mà hành vi dại dột, thành công bề ngoài mà thất bại bề trong. Sống tiện nghi nhưng vật chất quay mộng, iPhone mất kể như mù đôi mắt. Thời buổi này, cái được nhiều hơn mất, cái mất chính là đạo đức đã đi chơi. Xác thân to, lòng teo tóp lại rồi, nhìn thống khổ, bao hững hờ vô cảm. Thời buổi này, lượng nhiều mà phẩm giảm, kiếm sống nhiều mà cuộc sống chẳng là bao. Và yêu cuồng sống vội kiểu phong trào, người hóa kiếp thiêu thân thời hiện đại. Nhiều nghịch lý nói thêm càng tê tái, văn minh này đã đích thực văn minh. Xin nguyện cầu cho thức tỉnh hồi sinh, rời bỏ những hư vinh mà sống thật. Sống vô nghĩa nếu cuồng quay tất bật, hạnh phúc đời người đích thực có bình an. Trong cuộc sống này, có bao giờ chúng ta lâm vào hoàn cảnh có quá nhiều cơ hội trước mắt để chúng ta có thể lựa chọn? Và con người mà, ai cũng muốn mình thập toàn thập mỹ, cho nên cũng muốn những lựa chọn thập toàn thập mỹ để xứng với bản thân mình, muốn được là cái tốt nhất và muốn được chọn cái tốt nhất. Ngày nọ, anh sinh viên trẻ tuổi và một người thầy già cùng trao đổi về sự hoàn hảo. Anh sinh viên say sưa nói về khát khao kiếm tìm sự hoàn hảo.